Có nhiều anh chị và các bạn hỏi tự doanh là cần bao nhiêu tiền thì có thể đầu tư được chứng khoán. Thực sự là cái câu hỏi này thì nghe thì có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, chúng ta sẽ có những cái câu trả lời nó khác nhau và nó sẽ phù hợp với từng cái đối tượng. Thì cái câu trả lời của buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi xin được dành ra ít phút để chia sẻ với những cái anh chị em và các bạn là dân văn phòng, là những người mà thực sự là không có nhiều vốn lắm, thì có bao nhiêu tiền thì có thể được đầu tư được. Thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng tôi sẽ có một cái phân tích mà anh chị và các bạn sẽ thấy là rất là thú vị, đó là chúng ta thực sự là không cần quá nhiều tiền, thậm chí là chúng ta không cần tiền vốn thì cũng vẫn có thể tham gia đầu tư chứng khoán được. Vậy thì chúng ta không có vốn thì đầu tư như thế nào? Không có tiền vốn thì lấy gì để có lời? Và cái việc mà người ta bảo là có vốn thì mới có lời, ví dụ như là có 100 triệu thì lời 5% thì mới có 5 triệu. Bây giờ không có vốn, không có đồng nào thì làm sao mà có thể đầu tư được? Như vậy là nói dóc, nói vớ vẩn, nhảm nhí. Thực tế thì trong rất nhiều các phương pháp đầu tư thì tùy theo ví dụ như anh chị và các bạn, những người làm quỹ đầu tư hay là có những người mà có vốn sẵn nhiều 400-500 triệu, thậm chí là cả tỷ đồng, thì cái việc đầu tư của họ là cái việc mà ở đây nó mang cái ý nghĩa tức là sử dụng đồng vốn để có thể kiếm lời, kiếm được cái miếng cơm hàng ngày trên thị trường cũng như là để làm giàu. Còn đối với một số người mà một số anh chị em và các bạn, ví dụ như là đang là nhân viên văn phòng, lương tháng chỉ khoảng 5-7 triệu thôi, chưa có nhiều cái tiền tích lũy cũng như cái tiền tiết kiệm, thì cái việc mà nghĩ tới việc đầu tư chứng khoán thì đôi lúc là sẽ là rất là mơ hồ và bảo là bây giờ vốn đâu mà đầu tư, thì như vậy thì nó không phù hợp và anh chị sẽ gọi là bỏ luôn, không nghiên cứu và không tham gia cái lĩnh vực này. Nhưng có mấy thứ mà chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là cân nhắc để tham gia và nó đem lại được những cái lợi ích rất là phù hợp thay vì chúng ta quên đi cái lĩnh vực này. Và thứ nhất là khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ trên cái lý thuyết về kinh tế cũng như là những vấn đề mà chúng ta có thể nắm được về chu kỳ kinh tế, về thị trường, về làm ăn, về này khác. Cái điều mà quan trọng nhất mà chúng ta sẽ được đó là chúng ta vẫn sẽ giàu và thậm chí là rất giàu nhờ vào cái cách này. Cái cách này thì nó sẽ là rất là thú vị và anh chị em và các bạn sẽ rất là tò mò là cách gì mà kỳ vậy, lương tháng 5-7 triệu đầu tư sẽ nào được. Thực sự đây là cái cách là đầu tư trên cái cơ sở là tiết kiệm. Cái cách đầu tư trên cơ sở tiết kiệm thì thực sự là chúng ta không cần phải quá quan tâm đến cái vấn đề là xu hướng thị trường như nào, kinh tế làm sao, hay là cái câu chuyện là chúng ta cần phải mua giá nào, đắt hay rẻ, hay là mua vào cái thời điểm nào. Vì là chúng ta là tiết kiệm, đã là tiết kiệm thì cái chuyện mà chúng ta mua gọi là trường kỳ kháng chiến nó định tăng lợi, tức là mua thường xuyên, mua đều đặn theo từng tháng, theo cái cách để thay vì chúng ta tiết kiệm bỏ ngân hàng, chúng ta mua cổ phiếu. Thì để làm được điều này, chúng ta cũng cần phải có một cái khoảng thời gian đầu tư, cái đầu tư đầu tiên trước khi thực tế mở tài khoản và mua cổ phiếu, chúng ta cần phải có dành thời gian từ 1 tới 3 tháng để nghiên cứu, để học thêm và nghiên cứu thêm là tìm ra một cái công ty mà nó có cái yếu tố gọi là dài hạn, bền vững. Thì hai cái vấn đề bền vững và dài hạn là cái ngành nghề này nó phải lại có cái lợi thế cạnh tranh, và đây là một cái doanh nghiệp lớn, một blue chip lớn mà nó đã là chứng minh là nó phát triển ổn định và bền vững lâu dài, chúng ta sẽ nghiên cứu đầu tư vào. Tôi lấy ví dụ không khó, thực ra anh chị cần dành ít thời gian lát qua thị trường, hỏi thêm một số nhà môi giới, nghiên cứu về tình hình kinh tế một tí rồi tẹo thôi, chúng ta có thể nhận ra là cốt lõi của nền kinh tế của chúng ta thì cái ngành nào đang phát triển. Ví dụ như là Vinamilk, là 10 năm trước thì Vinamilk bây giờ vẫn là một trong những doanh nghiệp được gọi là khá là ưu tiên, hoặc là một số cái ngành nghề liên quan tới ví dụ như công nghệ thông tin như FPT, hay là nhựa như nhựa Bình Minh, hay là ngành dược như dược khẩu trang và công ty cơ bản như thế, và tìm hiểu thêm một số công ty khác. Thì chúng ta sẽ tìm và sẽ biết được một số công ty gọi là nó khá là bền vững và có xu hướng là nó bị không có tính dính vào những cái chu kỳ tăng giảm bất thường. Chúng ta xác định được như vậy rồi, chúng ta phải bắt đầu bước thứ hai là cái bước gọi là tiết kiệm để đầu tư. Thì như thế này, cái nó không ảnh hưởng gì đến cái kinh tế hàng ngày của anh chị và các bạn cả. Đó là khi mà chúng ta đã xác định được 1-3 tháng để nghiên cứu về kinh tế, nghiên cứu về những cái nơi, cái địa điểm, hỏi qua các nhà môi giới, một số nhà phân tích là cái nơi nào ổn định nhất, không cần tăng nhiều, ổn định là được, là
và có cái tính phát triển bền vững thì chúng ta bắt đầu sẽ làm cái bước thứ hai, đó là cái bước là mua. Thì chúng ta không cần phải hỏi ai về cái câu chuyện mua là giá bao nhiêu như thế nào cả, mà chỉ cần làm một cái việc, đó là hàng tháng thì chúng ta ví dụ lương chúng ta là 7 triệu, chúng ta trích trả 500.000 hay là 1 triệu thì chúng ta tiết kiệm. Và cái tiết kiệm này thì không phải là tiết kiệm gửi ngân hàng giống như cái cách thông thường, bởi vì cái cách này thì nó sẽ không đem lại cái lợi ích gì nhiều, chỉ là lãi rất là ít và không, nó sẽ không đem lại cái sự đột biến. Và chúng ta sẽ bắt đầu mua cổ phiếu. Tôi lấy ví dụ như trường hợp thì chúng ta sẽ mua Vinamilk, giống như một số anh chị em và các bạn, và thậm chí là tôi có một số người bạn thân quen và một số anh chị đầu tư theo cái cách này. 10 năm về trước đây thì cũng làm theo cách này, là mỗi tháng thì sẽ mua khoảng 10 cổ phiếu Vinamilk. Cổ phiếu Vinamilk thì bây giờ nó với cái giá của Vinamilk hiện tại thì 150.000 cổ phiếu, thì 10 cổ phiếu thì nó giá khoảng chưa đến 150.000 đâu, bây giờ thì còn có 120, 121 rồi, thì chia sẻ hết khoảng tầm 1.1-1.2 gì đấy. Chúng ta làm theo cách hoàn toàn như thế, cứ mỗi tháng chúng ta bỏ ra một cái lượng tiền mua, và cái thời điểm chúng ta mua bất kỳ lúc nào không cần biết quan tâm giá, đều đặn như vậy, làm như vậy suốt một cái khoảng thời gian dài, tiết kiệm khoảng 10 năm liên tục như vậy, chúng ta tôi có thể chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có một cái khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho cái cách đầu tư này. Cách đầu tư này thì nó đã được ứng dụng thực tế trên nhiều anh chị em và các bạn đã làm như thế này rồi, chứ không phải là chưa. Nhưng mà cái điểm mấu chốt thì nhiều anh chị sẽ đặt câu hỏi là vậy làm sao để tìm được một cái doanh nghiệp nào nó có sự tính ổn định như vậy. Thực ra thì nền kinh tế Việt Nam nó không có nhiều quá những cái doanh nghiệp như vậy, và thực ra là nhận ra thì cũng không khó, bởi vì nó chỉ có khoảng trên dưới 10 cái doanh nghiệp đầu ngành. Vì một cái nền kinh tế như chúng ta thì sẽ có phần lớn là những cái doanh nghiệp mang tính chất đầu ngành và tính chất dẫn dắt nền kinh tế. Ví dụ đầu ngành thép là cổ phiếu nào, đầu ngành ngân hàng là cổ phiếu nào, đầu ngành tiêu dùng sữa rồi các cái hàng hóa tiêu dùng thiết yếu là cổ phiếu nào, đầu của cái ngành nhựa là ngành nào, là công ty nào, rồi đầu của một ngành là dược phẩm thì công ty nào. Thì chúng ta chỉ cần mua công ty đầu ngành và chúng ta nhìn qua được cái lịch sử hình thành phát triển của công ty này, lợi nhuận ra làm sao, thấy nó ổn về mặt cơ bản, tức là nhìn thấy là tăng trưởng tốt, đều đặn, lợi nhuận ok, và chúng ta không chẳng cần quan tâm đến cái xu hướng thị trường làm gì, chả cần quan tâm đến câu chuyện là giá ta mua gì, bởi vì ta mua trung bình đều, tức là trung bình dần đều, tăng thì ta mua tăng, giảm ta mua giảm, cứ tháng một lần mua đúng bằng cái lượng tiền chúng ta tiết kiệm, thay vì chúng ta tiết kiệm mà bằng cái cách là mua một cái miếng vàng hay là một chỉ vàng, hay là chúng ta mua bằng cái việc là ra lên mới số dồn ra mới số. Chúng ta làm cách này thì sau 10 năm chúng ta tính là mỗi năm chúng ta mỗi ví dụ với một bạn là nhân viên văn phòng thì có lương 7 triệu, tôi đang tính là lương 7 triệu, bỏ ra khoảng hơn 1 triệu mua 10 cổ Vinamilk chẳng hạn, thì một năm thì chúng ta mua được khoảng tầm 120 cổ, đúng không? 12 tháng mà 120 cổ thì 10 năm thì chúng ta cũng có đâu đó khoảng tầm 1.200 cổ phiếu Vinamilk. Mà tôi lấy ví dụ trường hợp mà cách đây 10 năm thì giá cổ phiếu Vinamilk thì nó nằm ở khoảng tầm bằng 1/100 của hiện tại thôi. Thì chúng ta ví dụ như chúng ta dồn trong vòng 10 năm thì chúng ta mua thì chúng ta cũng có một khoản lợi nhuận không hề nhỏ một chút nào. Và cái khoản tiết kiệm này của chúng ta đã đẻ thêm được khoảng tầm 8 đến 10 lần. 10 lần thì chúng ta tùy theo cái mức lương của mỗi người chúng ta sẽ mua cái lượng nhiều hay ít. Tôi lấy ví dụ đơn giản là cứ 10 cổ một thì chúng ta có 1.200 Vinamilk tới bây giờ thì chúng ta cũng khá tiền, chúng ta cũng có vài trăm triệu trong tài khoản, tức là vì cái việc chúng ta đi để dành định kỳ, thực ra một khoản tiền rất là nhỏ, chúng ta cũng đã có một cái thành công nhất định nào đó về cái câu chuyện là nhiều, mà thực sự vốn chúng ta bỏ ra là bao nhiêu, ví dụ như là mỗi năm chúng ta bỏ 12 triệu thì 10 năm thì có 120 triệu thì chúng ta tính là thực tế thì với cái giá là chúng ta đang tính cái giá hiện tại, nhưng mà nếu như chúng ta tính cái giá ngày xưa, tức là lúc bắt đầu chúng ta mua cái đây 10 năm đi, thì giá Vinamilk nó có khoảng tầm 8.000 thì nếu với cái lượng tiết kiệm thì chúng ta mua được rất là nhiều. Chúng ta cứ tính lại đi, chúng ta thấy là rất là nhiều, và tôi đã có chứng minh là một số anh chị và các bạn tôi đã giàu lên nhờ cái cách này, thì vốn bỏ ra ít lắm. Anh chị cứ thử làm theo cách này đi. Cái này là cách rất là phù hợp với rất nhiều anh chị em và các bạn không chuyên trên ngành đầu tư tài chính, tức là đầu tư chứng khoán, mà chúng ta để bỏ vào tiết kiệm với cách này. Thì tại sao tôi lại bày cho anh chị và các bạn cách này? Bởi vì là thực tế mà nói thì cái việc mà ngân hàng nó huy động vốn của anh chị và các bạn, sau đó rồi nó cũng cho doanh nghiệp vay để làm ăn, rồi sau đấy doanh nghiệp phải trả lương công nhân rồi các vấn đề khác đi thì nó cũng còn lại cái phần lời, rồi doanh nghiệp phát triển thì cái tiền đó thì nó sẽ trả lãi cho ngân hàng nó lại cắt đi một phần, nó trả lãi cho mình. Thay vì chúng ta phải gửi qua ngân hàng thì chúng ta đầu tư trực tiếp vào cái doanh nghiệp,
nó bằng cách. Hoặc là ví dụ chúng ta có nhiều người thì mua bảo hiểm, cái bảo hiểm thì nó lấy tiền của anh chị, sau đấy nó cũng đi đầu tư. Thì thay vì thế chúng ta không cần phải qua khâu trung gian, nhưng tất nhiên là chúng ta phải dành từ 1 đến 3 tháng để nghiên cứu và tham vấn những cái nhà chuyên môn, ví dụ như là tham vấn những cái anh tư vấn mà có một cái chỗ trình độ chuyên môn nhất định về cái tầm nhìn đầu tư dài hạn, tức là 5 đến 10 năm, thậm chí là 10 đến 15 năm để tìm ra được cái doanh nghiệp mà nó không bị phá sản trong cái giai đoạn đó và nó có một cái sự phát triển ổn định bền vững, thì cũng thực sự là không khó đâu, dễ thôi. Anh chị sẽ dễ nhận ra những cái doanh nghiệp như thế, mà cách làm là nhất đơn giản, cứ gần như là nó không ảnh hưởng đến cái tài chính của anh chị. Bởi vì là ví dụ như các bạn mới sinh viên ra trường lương 5-7 triệu là bình thường, thì chúng ta dành cho 1 triệu thôi, 1 triệu đấy chúng ta làm tiền đó. Thì nếu làm một cái duy trì một cái đều đặn như thế, và gần như là cổ phiếu chúng ta sẽ không tiêu được, giống như cái chuyện chúng ta tiết kiệm 1 triệu bỏ ngân hàng, đôi khi cần việc đi du lịch đi chơi chúng ta tiêu bén mất, mà chúng ta đầu tư thì nó là phần tiền này, là phần tiền này riêng để đầu tư, thì chúng ta sẽ kỳ vọng và sẽ tìm ra được một cái cách để có thể là thay đổi cái cuộc sống, thay đổi cái sự khác biệt của mình bằng một cái việc rất là giản đơn, đó là mua đều đặn cái cổ phiếu của chúng ta, không cần phải căn đến giá cả gì hết, không cần phải lo đến câu chuyện xu hướng kinh tế, vì chu kỳ kinh tế nó có thể là suy thoái, và đặc biệt là trong giai đoạn sắp tới đây chúng ta đang có một cái giai đoạn đó là sau khi thị trường tạo đỉnh thì chúng ta sẽ có một cái đoạn là gọi là thị trường nó sẽ phọt sale, tức là nó có thể nó đang giảm giá, tức là mình sẽ được mua rẻ, thì chúng ta sẽ canh đến khi nào mà kinh tế thực ra là nó phọt sale rất là giá rất là thấp, chúng ta bắt đầu cái câu chuyện gọi là tiết kiệm này từ cái đáy của cái xu hướng giảm, tức là chúng ta sẽ mua được cái giá rất là thấp, từ đó chúng ta cứ mua dần lên, thì nó tăng thì chúng ta được cái mua trước chúng ta được hưởng lợi, cái mua sau thì chúng ta sẽ được gọi là tăng dần đều, thì cũng rất là tốt. Thì cách đó là cách là chúng ta gọi là mua lên, mua theo cái xu hướng giá cổ phiếu đi lên hoặc là theo cái xu hướng thị trường đi lên. Thì đây là cái câu trả lời về cái cách đại giản đơn nhất là để cho anh chị biết được rằng là không cần đồng vốn nào, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tham gia đầu tư chứng khoán và hoàn toàn có thể làm giàu được nhờ vào cái cách này. Và chúng tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ thì nó cũng có thể là chưa thấu đáo, tức là chưa làm rõ được, nhưng mà anh chị và các bạn cần thì chúng tôi sẽ làm một video khác để làm rõ hơn cho anh chị và các bạn về cái cách này. Nhưng mà tôi có thể cam kết với anh chị và các bạn là cách này là cách chắc chắn nhất để chúng ta có thể làm giàu một cách chính đáng bằng việc tiết kiệm thông qua đầu tư. Tiết kiệm thông qua đầu tư. Và phương pháp này là một cái phương pháp gọi là khá phổ biến trên thế giới, của rất nhiều các cái nhà đầu tư gọi là cá nhân trên thế giới đã sử dụng và làm và mua đều đặn, không căn vào giá và tìm kiếm một cái mức sinh lời nó phù hợp và nó không bị tốn quá nhiều thời gian cũng như là tốn quá nhiều công sức vào cái câu chuyện là bám thị trường, mất việc và gây ra những cái ảnh hưởng khác. Bởi vì anh chị thấy là cái phần tiền mà chúng ta dùng thì nó ít, nó không ảnh hưởng về mặt tài chính lắm, nên là chúng ta sẽ yên tâm hơn trong cái việc là tham gia đầu tư, tham gia làm ăn kinh doanh, vẫn ổn định cái việc kinh doanh. Còn sau đó thì sau một khoảng thời gian nào đó thì chúng ta sẽ mở tài khoản nha, và đột nhiên đấy mình tự nhiên giàu. Cái tự nhiên này nó không bắt nguồn từ câu chuyện chúng ta trúng vé số hay là chúng ta đánh lô đề hay là cờ bạc, mà chúng ta đầu tư chính đáng và đem lại mức lợi nhuận cho anh chị. Thì tôi có thể thấy rằng là mức khoảng tầm 15-20% một năm cho cái khoản tiết kiệm này là rất là phù hợp, chắc là được thôi chứ không có nên nổi để tồi đâu. Thì có thể là anh chị còn thể băn khoăn, một số anh chị sẽ băn khoăn về câu chuyện nên đầu tư cổ phiếu nào. Thì những anh chị nào mà còn băn khoăn thì chúng tôi xin để lại cái mail, thì chúng tôi sẽ có thể là gửi cho anh chị một vài cái doanh nghiệp mang tính chất tham khảo thị trường trong cái giai đoạn thị trường phọt sale sắp tới, thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể dùng cái phương pháp này để cân nhắc. Thân chào, và nếu như mà thấy hữu ích thì anh chị và các bạn ủng hộ nhóm chúng tôi bằng những cái like, chia sẻ video để chúng tôi có động lực làm những video khác chất lượng hơn. Và đừng quên là đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới kịp thời và thường xuyên, không bỏ lỡ những video. Thì thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Nếu chưa đăng ký thì nhớ đăng ký. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.